Xin chào các bạn Trong video này mình chia sẻ với các bạn là cách tạo cái Chứng minh hoặc là căn cước công dân theo cái khổ A4 và đặt Dọc theo cái tờ giấy A4 này này Hai mặt trên một tờ Một mặt trên một tờ giấy A4 như này Đấy, một tờ giấy mà một tờ giấy A4 sẽ là hai mặt của căn cước công dân như này các bạn ạ. Đấy, thì cái khổ căn cước công dân hoặc là chứng minh thư nhân dân ấy thường sẽ là 8.5 nên 5 5.5 mm các bạn ạ. Đấy là sorry là 8.5 cm x 5.5 cm tương đương với 80 mm x 55 mm được chưa? Tương đương với 85 mm x 55 mm. Thì đầu tiên ấy mình sẽ mở hai file này lên và mình sẽ cho vào phần mềm Photoshop các bạn ạ. Đấy. Ví dụ như ở đây mình có chuẩn bị một cái căn cước công dân như này này Đấy ví dụ nhá Mình có một cái căn cước công dân như thế này các bạn ạ Đấy Bây giờ mình sẽ tiến hành là uh, Cho cái căn cước công dân Ví dụ như ở đây chẳng hạn Mình sẽ bấm vào phần crop ở đây này Để mình crop lại cái khổ là 8.5 các bạn nhá 8.5 nên nhân 5.5 cm Được chưa Đó Đấy sau đó mình sẽ căn đều Cái cái khổ căn cước vào trong cái phần 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 photoshop Đấy, thực tế thì rất là nhiều phần mềm công cụ uh, làm tự động như này cái này nhưng mà đều nhiều lúc mình có thể làm bằng Photoshop như này cũng được, để mình có thể chỉnh như nào cũng được. Được Sau đó thì mình vào phần email size này còn đợt, ATL còn Tony -E này, đấy sau đó mình đổi thành này là 8 5 nhân 5.5 cái resolution đấy thì mình để là 300 DPI pixel trên in hoặc là pixel trên trang trí các bạn nhé sau đó thì các bạn nhấn vào ở đây là cái phím tắt là control control l này đây là um, ở đây là đây control shift đây đấy level cái phần này ấy thì nó sẽ tăng cái độ tương phản cũng như là tăng cái cái giải màu lên vị như tăng cái độ con chắc lên này đó đây bạn thấy chưa sau đó mình sẽ tăng độ sáng lên một tí đấy để rõ hơn các bạn ạ ở đây là những cái chấm chấm này là mình che đi các bạn mình che đi che thông tin đi còn làm mà các bạn không cần che đâu đấy tăng lên một tí tăng cái phần level lên một tí các bạn đó quen nhấn ok sau đó các bạn vào email size các bạn đổi cái này thành chuẩn nhá 35.8.5 x 5.5 5.5 cm được chưa ở đây thì các bạn làm tương tự, các bạn lại crop lại cái hình ảnh. Đấy, kéo lên crop lại cái hình ảnh. Sau đó các bạn kéo vô, kéo vô, kéo lên. Đó. Kéo vô, kéo lên, sau đó thì các bạn kéo lên một tí. Sau đó các bạn nháy nháy đúp chuột vào đây, nháy đúp chuột vào đây các bạn nhé. Tạch tạch hoặc là nháy chuột phải. Đấy. Nháy chuột phải. Nháy chuột phải và chọn thôi, thôi. Đây. Sau đó các bạn nhấn crop này. tiêu Đây, crop. Đấy. Thì ở đây thì mình đã cắt như này rồi. Thì xong rồi nhá các bạn sẽ. Ở đây thì mình có thể control control L này. Đấy, sau đó tăng độ con chắc lên các bạn thì tăng mức độ thôi các bạn tăng lên nhiều quá nhiều lúc các bạn cũng phải tùy thuộc với từng từng nếu nếu mà trong trường hợp mà các bạn file pdf ấy thì không sao còn đối với trường hợp là file của các bạn cần in ấy ra thì đối với những cái dòng máy in khác nhau thì các bạn chỉnh màu tục phù, phù hợp nhá các bạn chỉnh tăng độ con chắc lên nhiều quá thì in ra nó sẽ bị đen bị tối ấy thì các bạn phải tùy trường trường hợp rồi sau đó các bạn chọn ok sau đó các bạn vào email này Vào email size này Ở đây là 8.5 Nếu mà các bạn để là 85 Thì các bạn phải đổi ở đây là thành 85mm Thì nó mới 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 chuẩn các bạn nhé Đấy 85mm cũng được Đấy pixel trên in Ở đây là các bạn để là 300 dpi pixel trên in các bạn nhé Đấy pixel trên in Thì nó mới chuẩn được Khi mà khi mà các bạn nhấn nhấn new file ấy thì cái file A4 của chúng ta xuất ra ấy, thì nó cũng phải là pixel trên in đấy, cái này nó quan trọng và cái độ phân giải cái resolution của nó cũng phải giống nhau. Ở đây là chọn uh, S RGB được chưa? cũng được để nó nó đủ màu hoặc là các bạn nhấn là nhấn cái tông màu phù hợp được chưa? Đấy. Chọn uh, tạo sau đó thì các bạn có thể là kéo cái file này vào đây hoặc là các bạn có thể tạo trực tiếp ở trên đây cũng được ví như ở đây chẳng hạn. Ví như ở đây là mình có một cái file ở đây chẳng hạn mình có thể tạo luôn ở đây là cái khóa 4 đẩy lên luôn nhé ạ. Các bạn làm các bạn làm thế nào cảm thấy là nó nhanh là được. Đấy. Được chưa? Sau đó các bạn kéo cái file này vào đây. Đấy, bạn đúng 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 khổ luôn phải không ạ? Đấy, làm như này là nó không thể bị lệch đi được. Sau đó thì các bạn nhấn vào file vào bấm vào set này. Ở đây các bạn có thể set file ảnh PNG hoặc là uh, JPEG hoặc là các bạn set. Nếu mà các bạn set bằng file PDF ấy, thì các bạn bấm vào trong cái phần uh, PDF. PDF thì nó sẽ là một cái file định dạng PDF nó sẽ như thế nào nhỉ? Đây PDF là chính là cái file này đấy các bạn Bấm vào cái file PDF này này Đấy Sau đó các bạn bấm vào xếp vào Đấy Thì nó sẽ là xếp file PDF Được rồi. Đó Đó là cái file mà mình chia sẻ với các bạn Đấy Sau đó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái file PDF Như thế này Khi mà các bạn mở ra ấy, Thì nó sẽ là file này này File này là file PDF Đấy Các bạn thấy chưa ấy file này sẽ là file khóa 4 và cho vào PDF. Đây chuẩn chưa các bạn? Đó. Thực ra có những cái công cụ phần mềm AI nhưng mà um, cũng tùy từng cái công việc của chúng ta cũng như là tùy những cái ứng dụng và tùy những cái những cái sản phẩm của các bạn tạo ấy thì có những cái công cụ AI ấy thì nó tạo ra nó không được chất lượng cũng như là nó không được thích mắt như là cái uh, cái, cái, cái 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 mình mà, mà mà mình tạo ra bằng cách là thủ công như này. Đó. Thực ra AI có một số công cụ AI nó làm tự động ấy nó chỉ là bổ trợ một phần thôi chứ nó không thể nó không thể là 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 như chúng ta tự làm được các ạ? Nhưng mà đối với trường hợp là những cái con AI nào mà quá thông minh ấy nó có thể giúp chắn thực hiện những cái công việc đấy thì cũng các bạn cũng có thể là nên tham khảo và chúng ta sử dụng nó để bổ trợ cho chúng ta làm cái công việc nó nhanh hơn và kiếm được nhiều tiền hơn các bạn ạ. Đấy. Còn đối với trường hợp là là, là mình làm như này mình 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 thấy là cái thủ công như này đối với các bạn có thể là làm thủ công như này đấy các bạn nên kết hợp giữa AI được chưa dạ? nhiều bạn sử dụng cái công nghệ AI thì bạn vẫn cần tạo ra được cái này một một cách tự động được chưa dạ? đó nhưng mà như này thì nó sẽ chuẩn các bạn nhé đấy chuẩn đó đó là mình chia sẻ với các bạn được chưa dạ? nó cách mà setup trên hai tờ giấy được chưa dạ? à, setup trên tờ giấy còn đối với trường hợp nó bị lệch ấy nó bị lệch là như nào? bị lệch thì các bạn phải xoay lại. Ví dụ như nhiều bạn chụp bị lệch ấy, ví dụ như ở đây căn cước nó bị lệch như này này. Đấy. Đây nha, mình đang ví dụ nha. Ví dụ như nhiều bạn chụp không để ý là nó bị nó bị lệch vào như này. Đấy. Nhiều bạn chụp máy ảnh bị lệch như này, đấy, phải không ạ? Đúng 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 bị lệch chạm mình chỉnh bị lệch như này cho các bạn xem này. Chụp bị lệch như này. Thì cho vào rất là xấu thì các bạn vào đây các bạn phải chỉnh lại. Đấy, chỉnh lại cho nó vừa cái khung của các bạn nó như trước mình đã chia sẻ với các anh chị rồi đó thì nó sẽ đẹp và thích mát hơn được chưa Bởi vì bây giờ các bạn nhiều lúc ấy thì chúng ta cũng cần những cái bản sao này các bạn ạ cũng cần những cái bản sao này nhiều lúc là chúng ta không cần bản chính không cần bản gốc ấy thì cần bản sao như này thì chúng ta cần phải uh, làm như này để chúng ta gửi đi hoặc là chúng ta gửi xác nhận nhà các thứ ấy thì nó cũng dễ dàng hơn các bạn ạ đấy đó là mình chia sẻ với các bạn được chưa? cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video tiếp theo các bạn nhé bye bye